nữa. Xin chào quý vị và các bạn. Sau một ngày tạm chững lại ở Trung Bộ, ngày mai nắng nóng sẽ gay gắt hơn ở cả Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Trái lại, ngày cuối tuần ở phía Nam tiếp tục có mưa dông. Sự khác biệt thời tiết giữa hai miền được thể hiện rõ trên bản đồ này. Đây là vùng nắng và nóng, tương ứng với màu cam đỏ trải dọc từ miền Bắc xuống tới khu vực miền Trung. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ nằm trong vùng màu xanh có mưa. Mưa xuất hiện hầu khắp các tỉnh thành, cục bộ có điểm mưa to. Mưa vào chiều tối bởi đây là thời gian gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, đưa ẩm vào sâu trong đất liền. Nguồn ẩm này duy trì gây mưa hết Chủ nhật, sang tuần sau đổi gió thì mưa sẽ giảm nhanh. Ở miền Bắc và miền Trung ngày mai nắng cả ngày, nóng nhất là khu vực Tây Bắc Bộ và dọc Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Ngãi, nền nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian nóng kéo dài 7-8 tiếng. Còn tại phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ không cao bằng cho nên thời gian nóng trong ngày cũng ngắn hơn. Như tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngày mai cao nhất là 34 độ, nóng chủ yếu vào buổi chiều từ 13 giờ tới 16 giờ. Thời gian khác trong ngày thì vẫn có những lúc dễ chịu. Trên biển quanh huyện đảo Hoàng Sa ngày mai trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3 tới cấp 4. Huyện đảo Trường Sa tiếp tục mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là dự báo cho các thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.